Xin kính chào toàn thể tất cả các bác đánh bẫy lươn nhá. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho các bác này một cái dòng sản phẩm là cái hòm bẫy lươn làm bằng tre nhá, tre già. Đấy, cái hàng này đang thủ công chắc chắn và rất là tỉ mỉ. Có 4 size là phi 32, à phi 34, phi 42 và phi 48 và phi 60. Đấy, đây là 4 phi 34 này. Đấy, chỗ này có tầm 1.000 chiếc. Đấy, phi lúc nào nhà em có sẵn hàng luôn nhá. Còn tiếp theo là phi 42 này. Đấy, phi 42 nó to hơn một chút. Đấy, thùng này là cái phi 48 nhá, thùng này phi 48. Còn cuối cùng là cái phi thùng phi 60. Đấy, rất là nhiều luôn. Có thể bạn xì lẻ em đều bán hết nha các bác nhá. Anh em mua lẻ không có mà mua xì em cũng có luôn cho các bác luôn. Đấy. Đây. Em sẽ mang 4 mẫu hòm tre đan thủ công sẽ giới thiệu cho bác. Em sẽ đo và sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái chất liệu và kích cỡ của 4 chiếc hòm tre em mới sản xuất xong. Cái hòm tre này thì anh em cũng biết rồi, được làm bằng rất công phu và độ hoàn thiện tỉ mỉ, thẩm mỹ rất là cao. Được làm bằng tre già thường được khai thác vào mùa khô liền có chất lượng rất là tốt. Hòm lươn tre là đảm bảo hơn hòm lươn nhựa nên các bạn có thể sử dụng trong một thời gian rất là dài, rất là bền. Đây là hòm phi 34 nhá. Đo thực tế nó chỉ được tầm 3.2 3.3 thôi, nhưng mà cái đường cong của nó này đấy, các bác thấy cái đường viền của nó đấy, nó xòe ra tầm mấy ly nữa thì để nhét vừa những cái hòm lươn phi 34. Cây nào nó cũng thế, nó sẽ hú đi một chút đấy, bằng và chiều dài của hòm phi 34 là 11 phân đấy, 11 phân nha các bác nha. Rộng tầm nói chung cái này là nhét vừa 34 đấy, các bác đo cho nó bị hụt đi một chút nhưng cái đường kính của bên ngoài này nó sẽ nhét vừa khít luôn phi 34. Còn đây là phi 42 này, này 42 các bác nhá, vừa 42 luôn. Dài của phi 42 là tầm 13 phân đây, cái đường vòng của nó phành ra một chút để nhét vừa những ống hòm phi 42 đấy. Đường bên trong này đan bằng tay rất là tỉ mỉ các bác thấy không. Độ bền của hòm lươn của phi tre này chắc chắn bền hơn phi nhựa, nhưng mà giá nó đắt tầm gấp đôi, gần gấp đôi, đắt hơn vài nghìn đấy, tầm 12 phân rưỡi các bác nhé, rất là dài luôn. Tiếp theo là cái phi 48, hòm lươn phi 48 49, có thể nhét vừa ông 48 49 được đấy, cầm tay chắc chắn luôn. Đo từ tầm hơn 4 phân chút, 4 phân rưỡi, nhưng mà nó phình ra độ to là tầm 48 49. Anh em dùng những cái hòm lươn phi cái ống nhựa PVC 48 là thoải mái luôn nhá. Dài tầm 15 phân. Cái ống lươn này thì các bác có thể lấy ống PVC bình minh, có thể cắt theo kích cỡ tùy yêu cầu của bác. Còn tiếp theo là em giới thiệu hòm phi 60. Đấy, các bác nhìn cái đường đan của thợ gia công thủ công của Việt Nam rất là tỉ mỉ. Đây phi 60 nha, nhét vừa ống 60 nha. Đấy. Dài tầm 16 phân rưỡi. Nói chung là dựa vào kinh nghiệm của em thì các bác đặt chum lươn thường chiều dài của ống chum lươn thì dao động từ 80 phân đến 1m2 thôi nha. Các bác đừng làm dài quá. Đấy. Đấy, các bác nào mua hàng thì alo em qua số điện thoại 0982 51 55. Giá thành em báo giá là rất là rẻ thôi đấy nha.